Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Twitter. Hôm nay, mời mọi người đến với tập 21 của bộ truyện Cuồng Phong Lãng Phủ, tác giả Tề Đằng Nhàn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn Tú Vân vẫn muốn Tề Đằng Nhàn mua nốt bản hợp đồng trong tay Kiều Thu Mộng, vui lại 30 triệu tệ đã mất. Di Bang, cháu tiêu sạch hết tiền mua lại đấm hợp đồng trong tay họ hàng rồi. Tề Đằng Nhàn bất lực, bật điện thoại lên đưa cho bà ta xem số dư tài khoản. Bàn Tú Vân liếc qua, lập tức trợn mắt trắng, nói, cậu đúng là cái đồ vô tích sự, có nhiều tiền như thế, cũng không biết đưa cho người nhà trước. Tề Đằng Nhàn cạn lời, hơi không hài lòng với cách qua cầu rút ván của bàn Tú Vân, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Có thể khiến người ác độc như Nhị Đương gia cảm thấy tức giận, cũng chỉ có nhà họ Kiều này. Tề Đằng Nhàn, lần này anh giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn, tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ thật kỹ. Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho anh sớm nhất có thể. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói với Tề Đằng Nhàn. Tề Đằng Nhàn nhún nhún vai. Được. Kiều Thu Mộng đã muốn vạch rõ ranh giới, hắn cũng lời nói nhiều. Anh đừng nghĩ, giúp tôi được lần này, tôi sẽ cảm động lấy thân báo đáp. Chuyện đấy là không thể nào. Kiều Thu Mộng lạnh lùng nói. Tề Đằng Nhàn cạn lời. Kiều Thu Mộng rõ ràng là nghĩ nhiều quá rồi. Hắn còn lâu mới có ý định lấy ân báo oán. Dù sao, thung lũng chết tăng giá là chuyện rõ như ban ngày. Có tiền không kiếm không phải là đồ ngu hay sao? Hơn nữa, còn có thể thuận tiện giúp nhà họ Kiều giải quyết rắc rối. Một mũi tên trúng hai đích. Kiều Quốc Đào rất lo lắng cho số tiền của Tề Đằng Nhàn đã bỏ ra. Nhưng Tề Đằng Nhàn bảo ông đây là con đường đúng. Ông không cần phải lo lắng. Đa phần là tài sản tích trữ trước khi rời nhà họ Tề thôi. Sau này nghĩ cách trả lại cho anh ta là được. Kiều Thu Mộng nghĩ trong lòng, thái độ vẫn kiêu ngạo như trước. Lúc này, Kiều Quốc Đào nhận được tin tức, quay đầu lại nói với Kiều Thu Mộng. Thu Mộng, tối nay tập đoàn Hứa Thị tổ chức một buổi tiệc. Con với Đằng Nhàn đi đi, cũng cho thằng bé cơ hội làm quen với những nhân vật đứng đầu Trung Hải. Kiều Thu Mộng gật đầu, sau đó cảnh cáo Tề Đằng Nhàn, đừng làm mất mặt tôi là được. Tề Đằng Nhàn cạn lời, thật ra, tiệc tối nay là tập đoàn Hướng Thị vội vàng tổ chức cho hai vị chuyên gia tài chính tiếng tăm lừng lẫy từ phố Go. Hai vị chuyên gia này cũng là do Tề Đằng Nhàn nhờ Cổ Tân Tư Cơ mời tới. Hướng Đông Thanh muốn bày tỏ lòng tôn trọng, lập tức sắp xếp tiệc tối nay, mời các nhân vật nổi tiếng đến tham gia, đồng thời cũng muốn dùng danh tiếng của hai vị chuyên gia để đe dọa đến tập đoàn Hồ Môn đang nhìn chằm chằm vào họ như hổ rình mồi. Hai vị chuyên gia tài chính đúng là một cặp vợ chồng. Hơn nữa, người đàn ông họ Smith, vì vậy liền bị giới tài chính ca tụng là vợ chồng Smith. Đến khách sạn Lam Thiên dưới trướng tập đoàn Hướng Thị, Kiều Thu Mộng liền giơ thẻ công tác của chủ tịch tập đoàn Kiều Thị ra, dẫn Tề Đằng Nhàn vào trong bữa tiệc. Mộng Mộng, cuối cùng cậu cũng đến, hôm nay có rất nhiều nhân vật lớn. Lý Vân Uyển xuất hiện, mặc một bộ lễ phục đỏ rực, làm tôn lên đường cong hoàn mỹ. Vân Uyển, cậu đến sớm thế. Kiều Thu Mộng cười nói, bữa tiệc này quả thật có rất nhiều nhân vật lớn, chỉ là bữa tiệc này tổ chức quá vội vàng, nhưng đại lão ở tỉnh ngoài không kịp đến, nếu không bữa tiệc còn náo nhiệt hơn nữa. Lý Vân Uyển nhìn bộ dáng của Tề Đằng Nhàn không khỏi phụt ra một tiếng, nói, Mộng Mộng, cậu cũng thật là, không biết mua cho anh ấy một bộ quần áo nào vừa người một tí. Vừa mới nhận được thông tin của tập đoàn Hướng Thị, làm gì có thời gian mà chuẩn bị. Kiều Thu Mộng lạnh nhạt nói. Lý Vân Uyển ngược lại vô cùng vui mừng. Nếu như Kiều Thu Mộng thật sự có lòng, hoàn toàn có đủ thời gian đưa Tề Đằng Nhàn ra trung tâm thương mại mua một bộ tây trang mới. Nhưng có thể thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn không hòa hợp. Tề Đằng Nhàn chưa ăn tối, nhìn thấy trên bàn dài bày đầy những món ăn tinh xảo, lập tức đi đến cầm đĩa bắt đầu ăn như con ma đói tới đầu thai. Thật là mất mặt. Kiều Thu Mộng nhịn không được lắc đầu, bắt đầu hối hận lúc đấy đồng ý với bố đưa Tề Đằng Nhàn đến đây để làm quen. Lúc này Vương Hổ cũng đến, anh ta vừa xuất hiện, mọi người lập tức xúm đến, nhao nhao chào hỏi anh ta. Vương Hổ cười hà, bắt tay với từng người một, tự nhiên phóng khoáng, phong thái nhẹ nhàng. Kiều Thu Mộng ngưỡng mộ nhìn Vương Hổ, nói, tập đoàn Hồ Môn là một trong những tập đoàn hàng đầu thành phố Trung Hải. Không biết đến bao giờ chúng ta mới làm được đến bước như họ. Lý Vân Uyển nhìn ra sự ngưỡng mộ trong mắt Kiều Thu Mộng, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Đây chính là có phúc mà không biết hưởng. Lại đi ngưỡng mộ cái thứ rẻ rách. Em họ Vương Hồ, Vương Báo còn bị Tề Đằng Nhàn dạy dỗ một trận. Hơn nữa, dựa vào hậu thuẫn của Tề Đằng Nhàn, dường như thật sự không sợ tập đoàn Hồ Môn. Thậm chí, đến cả quái vật khổng lồ như Long Môn, họ cũng không kính nể một chút. Mộng Mộng, kia là Lâm Vãn Thu đúng không? Lý Vân Uyển đột nhiên giơ tay, chỉ vào một người phụ nữ, hỏi. Đúng là cậu ấy. Không ngờ, qua nhiều năm như vậy, cậu ấy xoay người một cái, đã trở thành một minh tinh nổi tiếng. Kiều Thu Mộng nhìn cô gái tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, cảm thán. Lý Vân Uyển cười nói, tập đoàn Kiều Thị của cậu không phải là đang tìm một người đại diện. Tôi thấy cậu ấy cũng được. Trước đây chúng ta còn là bạn học, cậu mở lời nói với cậu ấy chắc sẽ không từ chối. Kiều Thu Mộng liền đáp, được, vậy để tớ thử xem sao. Nhìn thấy Kiều Thu Mộng, Lâm Vãn Thu hơi kinh ngạc, sau đó chào hỏi cô ta. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Kiều Thu Mộng nói với Vãn Thu, tập đoàn Kiều Thị của tớ đúng lúc đang thiếu một người đại diện. Tớ thấy cậu chắc chắn là người phù hợp nhất. Lâm Vãn Thu kinh ngạc, nói, thật không? Vậy thật sự là vinh dự của tớ. Kiều Thu Mộng nghe xong không khỏi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Vãn Thu lại đồng ý nhanh như thế. Lâm Vãn Thu bây giờ chính là minh tinh hạng một, chạm tay là bỏng. Những nhãn hiệu từng nhờ cô ấy quảng cáo, làm người đại diện, đều như cá gặp nước. Nếu tập đoàn Kiều Thị có thể ký hợp đồng đại diện với cô ấy, vậy thì hình tượng và địa vị của tập đoàn chắc chắn sẽ một bước lên mây. Quả nhiên là bạn học cũ, nể tình cũ rồi. Kiều Thu Mộng nghĩ trong lòng, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ. Lâm Vãn Thu hỏi, lúc nào ký hợp đồng? Kiều Thu Mộng nói, bây giờ mình sẽ cho người đi sắp xếp làm hợp đồng. Cô lập tức gọi điện thoại về công ty, bảo người chuẩn bị hợp đồng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, liền cười nói với Lâm Vãn Thu, Vãn Thu, đã chuẩn bị xong rồi, cậu xem lúc nào có thể cùng mình đi ký hợp đồng, bàn giá cả. Lâm Vãn Thu nghe câu này, ngược lại cười ha ha, nhìn Kiều Thu Mộng. Chậm rãi nói, Kiều Thu Mộng, cô nghĩ rằng tôi thật sự sẽ muốn ký hợp đồng với công ty của cô để làm người đại diện hay sao? Kiều Thu Mộng giận đơ người, cô cũng không tự soi gương nhìn xem, nhìn tí giá trị đấy của công ty Kiều Thị. Tôi quay quảng cáo đều là những nhãn hiệu hàng đầu như Nike, Mastercom, Dior. Cô nghĩ cô xứng hay sao? Nói đùa với cô một tí, cô cũng tưởng là thật. Thật là buồn cười. Với địa vị trong làng giải trí như tôi, tập đoàn của cô cũng xứng à? Đầu óc Kiều Thu Mộng mơ hồ, khó xử nói. Tôi tưởng cô sẽ nhớ đến tình cảm của chúng ta khi còn là bạn học. Bạn cùng lớp? Ai là bạn cùng lớp với cô? Là bạn cùng lớp với người như cô, tôi cảm thấy là một điều sỉ nhục đấy. Nghe nói gần đây cô kết hôn với một giám đốc nhỏ. Ha ha ha, không nghĩ tới lúc trước ở trường học, là hoa hậu giảng đường cao cao tại thượng, lại có thể lưu lạc đến hoàn cảnh như vậy. Kiều Thu Mộng đau khổ, cô không muốn thì thôi, có cần phải cố ý đùa giỡn, thậm chí còn nói những lời cười nhạo tôi. Lâm Vãn Thu hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, bây giờ tôi đã là một ngôi sao hạng A, chạm tay có thể bỏng. Cô là cái gì? Cũng xứng nói với tôi những lời như vậy. Còn muốn tôi làm người đại diện cho cô? Phí làm đại diện của tôi, cô có đủ không? Hơn nữa, đại diện cho tập đoàn các cô, đó là hạ thấp giá trị và địa vị của tôi. Lý Vân Uyển ở một bên nghe được những lời như vậy, cũng có chút không nhịn được lửa giận. Trầm giọng nói, Lâm Vãn Thu, cô quá đáng rồi đi. Sau khi nổi tiếng, liền hồng hác đúng không? Ngay cả bạn học cũ cũng muốn bắt nạt. Lâm Vãn Thu cười nhạo một tiếng. Tôi bắt nạt cô ta thì sao? Cô ta không có bản lĩnh, không bằng là để tôi bắt nạt. Có bản lĩnh thì cô ta tài giỏi như Hướng Tổng đi. Vậy tôi lập tức quỳ xuống liếm chân cho cô ta. Tê Đỏ Nhàn không biết từ lúc nào ở một bên đi tới, trong tay bưng đồ ăn. Thản nhiên nói, cô quỳ liếm chân cho Thu Mộng đúng là không xứng. Anh chính là cái tên giám ngục đó. Thật đúng là một người như tên, giống như một kẻ đầu đường xó chợ. Hoặc là nói như vậy cũng không đúng, quả thực chính là tên rác rưởi. Nhìn quần áo của anh xem, thật sự là làm cho người ta cả không muốn chửi bới. Đến tham gia tiệc rượu sang trọng như vậy, lại có thể ăn mặc giống như một tên ăn mày. Tập đoàn Kiều Thị sắp phá sản rồi hay sao? Kiều Thu Mộng, ngay cả tiền mua cho anh một bộ trang phục vừa vặn cũng không có. Tôi nể tình năm đó tôi và Kiều Thu Mộng là bạn học cũ,
Anh quỳ xuống liếm sạch sẽ giày của tôi. Tôi sẽ mở lòng từ bi tặng cho anh một bộ. Lâm Vãn Thu nhìn thấy Tề Đằng Nhàn đi tới, ôm hai cánh tay, cười lạnh mở miệng với vẻ mặt khinh thường cùng chán ghét. Lâm Vãn Thu bỗng nhiên cười ha hà đứng lên. Mọi người lại đây, xem toàn bộ cảnh tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị đi ăn xin. Nói là muốn tôi niệm tình năm đó là bạn học cũ, để tôi làm đại diện thương hiệu miễn phí cho cô ta. Có người như vậy hay sao? Mọi người nghe nói như vậy, ánh mắt nhìn về phía Kiều Thu Mộng, đều mang theo vài phần khinh thường. Tất cả ở đây đều là người kinh doanh, ân huệ qua lại giữa hai bên là bình thường. Nhưng hở ra là muốn xin xỏ miễn phí, quả thực có chút làm cho người ta chán ghét cùng khinh thường. Kiều Thu Mộng cuống quýt giải thích, tôi không nói miễn phí, tôi nói giá cả có thể thương lượng. Tập đoàn Kiều Thị, cái doanh nghiệp rác rưởi nào vậy, chưa bao giờ nghe nói qua, đừng nói là một công ty trái phép. Bây giờ ngay cả công ty chui cũng có thể thành lập tập đoàn. Một công ty nhỏ có vốn thị trường không quá mấy trăm triệu đi, ở bất động sản làm ăn lẻ, muốn làm một vài ngành công nghiệp thương nghiệp nhỏ, không có tiếng tăm gì. Ha ha ha, cô Lâm chính là người nổi tiếng, chụp quảng cáo cho các công ty như Nike, Dior, đại diện cho loại doanh nghiệp rác rưởi như tập đoàn Kiều Thị, không phải là tự hạ thấp vị trí của mình hay sao? Càng buồn cười chính là Kiều Thu Mộng thế này mà còn yêu cầu cô Lâm làm miễn phí, mặt cô ta có biết bao nhiêu quý trọng. Bọn họ rõ ràng không đem lời của Kiều Thu Mộng đặt ở trong lỗ tai, đều nhao nhao cười nhạo tập đoàn Kiều Thị, không biết tự lượng sức mình. Mặt Kiều Thu Mộng đỏ bừng, một câu cũng không nói nổi. Lâm Vãn Thu nhìn dáng vẻ cuộn bách của Kiều Thu Mộng, không khỏi bật cười, dẫm lên người từng là hoa khôi trường học, thật sự là một chuyện vui vẻ. Mấy người nhìn xem, tập đoàn Kiều Thị nghèo kiết hủ lậu, con muốn mời cô Lâm làm đại diện, nhìn trông cô ấy ăn mặc như vậy, nhìn như một người ăn xin, quần áo chật chội như vậy, còn tới tham gia yến hội, giả bộ giàu có hay sao? Ha ha, nghe nói Kiều Thu Mộng kết hôn với một cái ngục nhỏ, tôi còn không tin, nhưng hiện tại xem ra lời này không sai. Kiều Thu Mộng thật đúng là keo kiệt hết sức, ngay cả tiền mua quần áo cho chồng mình cũng không muốn bỏ ra. Khó trách muốn cô Lâm người ta miễn phí, đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Kiều Thu Mộng thật không ngờ quần áo Tề Đằng Nhàn lại trở thành lý do để những người này công kích mình. Lâm Vãn Thu đảo mắt nhìn Tề Đằng Nhàn, cười tủm tỉm nói, anh có muốn quỳ xuống liếm giày cho tôi không? Tôi sẽ chọn cho anh một bộ Âu phục hàng hiệu. Armani thì sao? Tề Đằng Nhàn quay đầu lại, nghiêm túc nói với Lâm Vãn Thu. Cô phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Lập tức xin lỗi Thu Mộng. Cái gì? Tôi nghe không nhầm đúng không? Cái tên chết tiệt này cũng muốn tôi xin lỗi tiện nhân Kiều Thu Mộng. Cô ta nhận nổi hay sao? Tôi sợ sau khi tôi xin lỗi, cô ta sẽ chết thọ 50 năm. Đến lúc đó, chỉ sợ anh sẽ phải độc thân. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Một tên giám ngục nhỏ bé bắt tôi xin lỗi. Lâm Vãn Thu bật cười rạng rỡ, nước mắt sắp chảy ra. Kiều Thu Mộng cắn răng, Lâm Vãn Thu, cô đủ rồi, cô sỉ nhục chúng tôi, đối với cô có lợi ích gì hay không? Lâm Vãn Thu nhún nhún vai, lắc đầu nói, không có lợi nhưng tôi vui vẻ. Không được sao? Bởi vì nhìn thấy loại ngu ngốc này xuất hiện ở bữa tiệc làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Kiều Thu Mộng đột nhiên xoay người, sải bước đi ra khỏi ngoài phòng tiệc. Ở lại cũng chỉ bị người ta nhục nhã, sao không ung dung mà rời đi trước, chờ ngày sau có sức mạnh lại hung hăng trở về trả thù là được. Mộng Mộng, Lý Văn Uyển vội vàng tiến lên muốn an ủi cô ấy. Cậu không cần an ủi tớ, tớ về trước lấy lại bình tĩnh, yên tâm, chút nhục nhã này đối với tớ mà nói không tính là cái gì cả. Kiều Thu Mộng đỏ mắt răng cắn rách môi. Lý Văn Uyển bất đắc dĩ dừng bước, nhìn theo Kiều Thu Mộng rời khỏi nơi này. Kiều Thu Mộng quay đầu lại, nói với Tề Đằng Nhàn, anh có đi không? Hả? Tôi vẫn chưa ăn no. Tề Đằng Nhàn sờ sờ bụng mình, giống như có điều suy nghĩ. Anh! Kiều Thu Mộng nghẹn lời, hung hăng gật đầu, xoay người rời đi không do dự nữa. Nàng muốn nhắc nhở Tề Đằng Nhàn không nên ở lại chỗ này tự rước lấy nhục, nhưng không thể tưởng tượng được, Tề Đằng Nhàn giống như một túi cơm túi rượu, thế mà nói hắn ăn chưa no, muốn ăn xong rồi hẵng đi. Ha ha ha, mẹ kiếp, anh bạn này cũng quá buồn cười.
Ở đâu ra tên quê mùa trà trộn đến bữa tiệc ăn uống? Tôi cũng không biết cái tên nông thôn này từ đâu tới. Quá buồn cười. Cùng Kiều Thu Mộng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, ghép thành một đôi. Thật sự đúng là xứng đôi. Thật sự là chuyện kỳ lạ năm nào cũng có. Hôm nay lại đặc biệt nhiều. Chẳng lẽ thật sự có người tới dự bữa tiệc tầm cỡ này để ăn uống hay sao? Tê Đằng Nhàn lại một lần nữa bị các tầng lớp người có danh vọng giễu cợt. Tê Đằng Nhàn vẫn chậm rãi đem một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng. Nói với Lý Vân Uyển, vừa rồi cô ta đồng ý sẽ ký với Thu Mẫu chứ? Đúng thế, nhưng cô ta cố tình chơi khăm. Lý Vân Uyển sửng sốt một chút, sau đó khẽ gật đầu, thở dài nói, tôi đùa giỡn cô ta, đó là đáng cười. Cô ta hẳn là biết rõ sự chênh lệch thân phận giữa chúng ta. Loại rác rưởi này, con muốn tôi làm đại sứ thương hiệu, đánh giày cho tôi, cô ta còn không xứng đáng. Vẻ mặt Lâm Vãn Thu cao ngạo. Thấy dáng vẻ của Tề Đằng Nhàn, Lý Vân Uyển biết tên nhãi này muốn quậy phá, vội vàng kéo hắn lại. Này, đừng có nháo, đây là bữa tiệc chiêu đãi khách quý của Hướng Đông Tinh tổ chức. Anh tới gây sự là muốn tự sát hay sao? Lý Vân Uyển trầm giọng nói. Mặc dù cô ấy cũng biết rất rõ ràng, Tề Đằng Nhàn là người có thể sống trong sơn trang Vân Đình, phải là người có một chút bối cảnh. Nhưng tập đoàn Hướng Thị là một doanh nghiệp hàng đầu ở Trung Hải và rất nổi tiếng. Tề Đằng Nhàn không để ý đến lời nói này của Lý Vân Uyển, im lặng ăn hết thức ăn trên bàn và đặt đĩa sang một bên. Anh nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Lâm Vãn Thu sửng sốt một lúc, dường như không ngờ Tề Đằng Nhàn lại nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Người này điên rồi sao, dám uy hiếp cô Lâm? Đồ ngu dốt, tài sản của tập đoàn Kiều Thị có thể còn không bằng bản thân cô Lâm kiếm được. Anh ta còn ép cô Lâm đi làm người đại diện. Đầu óc có vấn đề rồi, dám uy hiếp khách quý trong bữa tiệc tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức. Thật sự là không sợ hại chết tập đoàn Kiều Thị. Ha ha, cô Lâm được triệu tổng của Hắc Long Tương Hội nâng đỡ, lại dám dùng thủ đoạn xã hội đen uy hiếp cô Lâm. Cô Lâm xoay người là có thể dạy cho hắn làm người như thế nào. Mọi người nghe rõ ràng lời của Tề Đằng Nhàn đều không nhịn được cười, cho rằng đầu óc của Tề Đằng Nhàn hỏng rồi. Tề Đằng Nhàn bình tĩnh cầm khăn ướt lau tay, sau đó nghiêm túc nói, tôi muốn cô thực hiện lời hứa vừa rồi, thành thật ký vào hợp đồng hợp tác. Lâm Vãn Thu cười ha ha thành tiếng, có phải anh so với Kiều Thu Mộng ngu ngốc còn ngu ngốc hơn hay không? Mẹ, cái đồ ngu ngốc, mở cửa cho đồ ngu ngốc để đồ ngu ngốc về nhà. Tôi sẽ không giữ lời hứa, anh có thể làm gì? Anh muốn uy hiếp tôi, vậy tôi khuyên anh, trước khi uy hiếp tôi, nên điều tra lai lịch xem tôi là ai. Lý Vân Uyển mím môi kéo nhẹ Tề Đằng Nhàn. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện. Nếu anh thực sự gây rối trong bữa tiệc, Hướng Đông Tinh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tập đoàn và cả anh. Anh có thể không sợ, nhưng tập đoàn Hướng Thị thì chỉ cần một câu để phá hủy tập đoàn Kiều Thị. Tề Đằng Nhàn mặc xua tay, nói, Hướng Đông Tinh không làm được gì tôi, cô ta hiện tại còn phải nhờ tôi giúp. Phốc, những lời nói này vừa nói ra, rất nhiều người phun sâm banh từ trong miệng ra ngoài. Mẹ nó, tay của tôi nhất định là có vấn đề rồi đi. Hướng Tổng, người nổi tiếng có giá trị mấy chục tỷ, cần một tên giám mục nhỏ đến giúp đỡ. Ha ha ha, trong một vòng tròn thiên Nga, lại có một con cóc khoác lác, thật là hài hước. Phải cảm ơn Kiều Thu Mộng, đêm nay dẫn chồng tới, mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui như vậy. Tôi thực sự không biết khoe khoang về sự ngồng lòi này là có ý nghĩa gì. Ngoài việc tăng thêm trò cười, thì còn lại có lợi ích gì nữa không? Kiều Thu Mộng bị mù, cô ấy đã yêu một người đàn ông như vậy. Cái loại ngu xuẩn, vô dụng, đồ rắc rưởi chỉ biết mạnh miệng. Nếu muốn bắt chuyện với tôi có thể một phát tát chết hắn ta. Lý Vân Uyển cũng trợn mắt há mồm. Tề Đằng Nhàn chỉ nói vài câu, thật đúng là không dọa chết người thì không muốn dừng lại. Cô ta cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Lâm Vãn Thu cười khúc khích, dù sao cũng là anh đến giúp cô ta. Anh giúp cô ta xách giày hay là giúp cô ta cọ rửa bồn cầu của công ty? Tề Đằng Nhàn không đến để ý, tự mình nói, hiện tại cô có hai con đường để lựa chọn. Một là làm theo lời tôi nói, hai là tiếp tục giống như một tên hề nhảy nhót. Lâm Vãn Thu lắc đầu, nói, anh nghĩ là có thể hay không? Anh là cái gì? Cũng xứng nói chuyện như vậy với tôi. Tôi cho cô cơ hội ở trước mặt tôi, nói nhiều lời như vậy,
đều đã là vinh hạnh của tổ tiên cô thắp hương mới được. Bây giờ, những lời nhảm nhí của anh đã nói xong, đến lượt tôi cho anh điều kiện. Không phải anh ăn rất khỏe hay sao? Tôi muốn anh ăn sạch sẽ con heo sữa quay này, một cái xương cũng không được bỏ sót. Sau đó bỏ ra khỏi đây như một con chó, để không hạ thấp phong cách của bữa tiệc này. Nếu không, tôi sẽ dùng tất cả các mối quan hệ của mình để bao vây và tiêu trừ tập đoàn Kiều Thị, khiến nó phá sản trong vòng 3 ngày. Lâm Vãn Thu nhìn chằm chằm vào Tề Đằng Nhan và đưa ra điều kiện của riêng mình. Những người nổi tiếng xung quanh không thể nhịn được cười. Lâm Vãn Thu đúng là thật có khả năng này. Là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu, cô ấy quen biết với không ít ông chủ lớn. Hơn nữa, sau lưng cô ấy là một thế lực hùng mạnh như Thương hội Hắc Long, muốn phá hủy tập đoàn Kiều Thị chỉ trong vòng vài phút. Cái tên Tề Đằng Nhan bây giờ có lẽ là hối hận muốn chết. Hắn nói năng vui vẻ không chút kiềm chế, chọc giận cô Lâm rồi. Đối với một ngôi sao lớn như cô Lâm, những doanh nghiệp làm ăn bình thường sẽ không dám đắc tội với cô ấy. Một cái tập đoàn Kiều Thị nhỏ bé ở trước mặt cô ấy giả vờ giỏi giang, đó không phải là tặng mạng người hay sao? Vừa rồi, Kiều Thu Mộng chẳng qua là mất mặt một chút, hiện tại lại sắp mất mặt cả lớp. Tôi đoán, nếu như Kiều Thu Mộng có mặt ở đây, sẽ có cả ý đồ giết chồng. Sau khi nghe Lâm Vãn Thu nói một cách nhàn nhã, tên Đằng Nhan hơi nhướng mày, rồi bật cười. Này, tên giám ngục kia, nếu tôi là anh, tôi sẽ nhanh chóng đi làm theo lời cô Lâm. Vừa rồi giám ngục nhỏ không phải ăn rất vui vẻ hay sao? Nhanh lên, ăn hết con heo quay này, sau đó bỏ ra ngoài. Cô Lâm thật là hiểu chuyện. Đây chỉ là một con heo sữa nặng chừng 2 cân. Nếu là dùng chút sức chống đỡ, nôn ra mấy lần nữa, nói không chừng còn có cơ hội. Lâm Vãn Thu khoanh tay kiêu ngạo nhìn Tề Đằng Nhan, như thể cô ta đang nhìn một con kiến. Tề Đằng Nhan sau một lúc lâu mới cười nói, không thương lượng, không bàn. Hôm nay nếu anh không nói chết ở chỗ này, chỉ sợ là không ra được cửa. Lâm Vãn Thu lạnh lùng nói, ôi, sợ quá. Tề Đằng Nhan gật đầu. Những người xung quanh không nhịn được cười, hiện tại biết mình sợ, không phải là hơi muộn rồi sao? Lý Vân Uyển không nhịn được thâm đổ mồ hôi. Bây giờ Tề Đằng Nhan đang ở thế khó đâm lao phải theo lao. Vãn Thu, thôi quên đi, cô và Thu Mộng dù sao cũng là bạn học cũ, làm cô ấy xấu hổ là đủ. Cần gì phải không buông tha, Lý Vân Uyển tiến lên khuyên nhủ cô ta. Cút đi, cô là cái thá gì cũng xứng tới khuyên tôi. Lâm Vãn Thu vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay tát thẳng vào mặt Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển che mặt lùi lại hai bước, vẻ mặt không thể tin được. Cô không ngờ rằng Lâm Vãn Thu sẽ đánh cô. Tề Đằng Nhan đưa tay đỡ lưng Lý Vân Uyển, nụ cười trên mặt nhạt đi. Cả người lạnh lùng chậm rãi nói, cô tốt nhất nên xin lỗi, sau đó để bạn của tôi trả lại cái tát này. Nếu không, hôm nay người không ra được khỏi cửa này sẽ là cô. Lâm Vãn Thu sửng sốt một lúc, sau đó khinh thường cười nói, thằng rác rưởi chỉ biết nói nhiều, không nhìn ra anh có thể làm được gì. Anh phải biết rõ, đây là bữa tiệc do cô Hướng Đông Tinh từ tập đoàn Hướng Thị tổ chức. Càng phải rõ ràng, tôi hiện tại là đối tác lâu dài của tập đoàn Hướng Thị, và tôi sẽ là người đại diện quay chụp rất nhiều quảng cáo cho tập đoàn Hướng Thị. Ngay cả khi tôi để cô ta đánh tôi, anh nghĩ rằng cô ta có dám hay không? Hay là nói, anh biết ở chỗ này đụng vào tôi sẽ có hậu quả gì sao? Lý Vân Uyển lắc đầu nói với Tề Đằng Nhan. Dễ nhận ra cô không muốn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Tề Đằng Nhan là ai? Anh ta không quen với Lâm Vãn Thu. Anh ta bước tới, một cái bạt tai lớn của anh ta rơi thẳng vào mặt Lâm Vãn Thu. Nào, nói cho tôi biết hậu quả là gì? Tề Đằng Nhan thẳng tay tát vào Lâm Vãn Thu, khiến cho cô ta ngã xuống đất. Ở bữa tối do tập đoàn Hướng Thị tổ chức, Lâm Vãn Thu, một nữ diễn viên nổi tiếng hạng nhất, chạm tay có thể bỏng, vừa có được hàng loạt hợp tác với tập đoàn Hướng Thị, đã bị Tề Đằng Nhan cho một cái tát ngã xuống đất. Cái tát này không khác gì một tiếng sét bất ngờ khi trời đang trong trẻo. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, không nhịn được bị chấn động, một đám sững sờ trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Vẻ mặt của Lâm Vãn Thu cũng tê liệt, cô không biết nên nói gì, bản thân cô cũng định nuốt giận vào trong, nhưng Tề Đằng Nhan không nhẹ tay với Lâm Vãn Thu. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, lại có thể ra tay. Lát nữa Hướng tổng sẽ tới, người này hơn phân nửa là chết chắc rồi đi. Dám động đến cô Lâm, cho dù hôm nay tập đoàn Hướng Thị không trừng trị hắn,
Thương hội Hắc Long nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Tập 21 xin kết thúc tại đây. Như Quỳnh xin hẹn các anh chị khán thính giả vào tập phát sóng tiếp theo. Mọi người đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh Ngôn Tiếng Crypto để nhận được những thông báo mới nhất.